Lực lượng tuần duyên biên giới của Mỹ đã bắt giữ nhiều người vượt biên trái phép từ Mexico khi họ bị những kẻ buôn lậu bỏ rơi và phải lẩn trốn trong những ruộng mía ở vùng biên giới. Lực lượng tuần tra biên giới của Mỹ bắt giữ người vượt biên trái phép từ Mexico vào Mỹ tại khu vực thung lũng Rio Grande thuộc bang Texas vào hôm ngày 3 tháng 4. Vấn đề kiểm soát biên giới đã trở nên nóng bỏng tại Mỹ kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền. Chỉ trong vài giờ sáng ngày hôm đó, 61 người vượt biên trái phép đã bị bắt giữ tại khu vực nói trên, theo Reuters. 10 người, bao gồm 4 người Trung Quốc, bị bắt trong ruộng mía với sự trợ giúp của chó nghiệp vụ. Thung lũng Rio Grande là một trong những cửa ngõ được nhiều người vượt biên lựa chọn nhất khi tìm cách vào Mỹ từ Mexico. Nhiều người bị những tay buôn lậu bỏ rơi trên hành trình này và không biết phải đi đâu và về đâu. Trong những tháng sau khi ông Trump nhậm chức thì số vụ bắt bớ người nhập cư trái phép tại biên giới giữa Mỹ và Mexico đã giảm đáng kể, từ con số 42.400 vụ vào tháng Giêng năm 2017, nay chỉ còn 15.700 vụ vào tháng 4 cùng năm. Tuy nhiên, trong những tháng đầu năm 2018, số vụ bắt giữ đã gia tăng trở lại. AFP dẫn thống kê cho biết là 50.308 người đã bị bắt trong tháng 3 năm nay, và mức cao nhất với thống kê tháng 3 kể từ năm 2014. Tổng thống Donald Trump hôm ngày 4 tháng 4 đã ký lệnh cho phép lực lượng vệ binh quốc gia đến khu vực biên giới phía nam nước Mỹ nhằm để gây sức ép với Mexico trong vấn đề kiểm soát biên giới giữa hai nước. Trước đó, ông Trump đã lên án 1.200 di dân Trung Mỹ với kế hoạch vượt là 3.200 km từ biên giới giữa Mexico, Guatemala để đến Mỹ, và đồng thời lặp lại lời đe dọa phá ngang Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ NAFTA nếu những người này không bị chặn lại. AFP cho hay đoàn di dân đã hủy bỏ kế hoạch cùng ngày mà ông Trump đã ra lệnh điều động vệ binh quốc gia. Cho tới khi chúng ta có một bức tường và an ninh thỏa đáng thì chúng ta sẽ cho quân đội canh gác biên giới, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm ngày 3 tháng 4, than phiền về điều mà ông gọi là những luật tồi tệ của Mỹ khiến cho biên giới phía Nam không được bảo vệ cho tốt. Theo Bộ trưởng An ninh Nội địa Kirsten Nielsen, vệ binh quốc gia sẽ hỗ trợ lực lượng hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ nhưng sẽ không tham gia vào việc chấp pháp. Bà Nielsen nói là chính quyền đã soạn thảo luật và sẽ yêu cầu Quốc hội trao thẩm quyền pháp lý và các nguồn lực để giải quyết cuộc khủng hoảng ở biên giới của chúng ta. Tuy nhiên, bà không cho biết là số lượng binh sĩ sẽ được triển khai hoặc là chi phí cho hoạt động này. Theo Bộ An ninh Nội địa, số người vượt biên trái phép vào Mỹ gia tăng trở lại vì những kẻ buôn lậu khuyến khích di dân lợi dụng luật Mỹ để không bị trục xuất ngay lập tức. Chẳng hạn như là 10% người bị bắt sẽ xin tị nạn với lý do lo sợ cho tính mạng của họ nếu sống ở những nơi nguy hiểm như Honduras vào hồi năm 2013, và chỉ 1% người bị bắt viện lý do này mà thôi. Tình hình tại biên giới đã đến điểm khủng hoảng và tình trạng vô trật tự tiếp diễn ở biên giới phía Nam, về cơ bản là không phù hợp với an toàn, an ninh cũng như là chủ quyền của người Mỹ, ông Trump nói. Chính quyền của tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải hành động mà thôi. Các lãnh đạo của đoàn di dân nói trên cho hay, giờ đây đa số họ sẽ ở lại Mexico, nơi mà chính quyền đang tiến hành làm giấy tờ tạm thời cho họ. Và tất cả những gì họ muốn là một nơi để sống yên bình, nơi mà họ có thể làm việc mà không có súng chĩa vào đầu, không bị ép gia nhập các băng đảng. Eugenio Michiga, người đứng đầu nhóm hoạt động vì người nhập cư, con người không biên giới, phát biểu như vậy. Các lãnh đạo của đoàn di dân nói trên cho hay là giờ đây đa số họ sẽ ở lại Mexico, nơi mà chính quyền đang tiến hành làm giấy tờ tạm thời cho họ, và tất cả những gì họ muốn là một nơi để sống và sống đúng nghĩa. Một viên chức cao cấp của thành phố Chicago đã từng bị cho nghỉ việc trong năm 2017. Ông này đã có hạnh kiểm xấu kéo dài trong gần 20 năm. Nhưng nghiệp đoàn công chức lớn nhất của tiểu bang Illinois đã giúp cho ông lấy lại được việc làm. Trường hợp nêu trên đó là của ông Anthony Nguyễn, đã được nêu ra trong một bài viết đăng trên mạng Illinois Policy
vào ngày thứ Sáu, ngày 6 tháng 4 năm 2018. Theo bài viết cho biết, thì trong một bản phúc trình về điều tra công bố vào ngày 3 tháng 4 bởi Tổ chức Theo dõi Chính phủ Rochexis, những hành vi sai trái liên tục của ông nhân viên thuộc Cơ quan Quản trị nước Chicago, viết tắt đó là DWM, đã hầu như là không suy giảm trong gần 20 năm. Các hồ sơ thành phố được bao gồm trong bản phúc trình này đó là mô tả quá khứ bạo động, sách nhiễu và thái độ bất bao dung của ông Anthony Nguyễn, một chuyên viên hóa học về nước của cơ quan DWM. Những việc sai trái đó chỉ bị phạt nhẹ bởi các giới chức của cơ quan. Anthony Nguyễn đã bị bãi chức trong năm 2017 sau một loạt thư email có nội dung kỳ thị chủng tộc và giới tính. Tuy nhiên, Anthony Nguyễn được trở lại làm việc sau khi nghiệp đoàn công chức American Federation of States, County and Municipal Employees, viết tắt là AFSCME, Council 31, thành công trong việc can thiệp xin phục chức cho ông. AFSCME là nghiệp đoàn công chức lớn nhất trong tiểu bang này và đại diện cho khoảng 75.000 nhân viên trên khắp Illinois. Sở luật pháp của thành phố phủ nhận rằng việc bãi chức lúc đầu của nhân viên là hậu quả của cuộc tranh cãi qua email. Tuy nhiên, những điều Rochexis khám phá cho thấy rằng vụ tai tiếng email này đã không thể truyền đạt được tầm mức đầy đủ của các vấn đề rắc rối của DWM. Những bản báo cáo về việc quấy rối được ghi lại bằng văn bản của Anthony Nguyễn đã có trong mấy năm. Từ năm 1998 cho đến năm 2017, Anthony Nguyễn bị phạt ít nhất là 10 lần liên quan đến một loạt vi phạm nghiêm trọng, theo cuộc điều tra của Rochexis cho thấy. Hồ sơ ghi nhận những vụ quấy phá thường xuyên của Anthony Nguyễn khi ông la hét các nhân viên người Mỹ gốc Phi Châu, mài những vật giống như dao trước mặt các nhân viên, đưa ra những lời đe dọa và hơn một lần thậm chí là tấn công vào cơ thể của người khác. Nhưng những biện pháp kỷ luật do cơ quan áp dụng thường không tương xứng với mức độ sai trái của Anthony Nguyễn. Cuộc điều tra cho thấy là ông bị đình chỉ công tác trong 7 ngày vì chửi bới và lối ứng xử nổi cơn hung dữ trong năm 2000. Trong khi đó, một cáo buộc về sách nhiễu tình dục vào năm 1999 chỉ bị phạt ngưng làm trong 5 ngày mà thôi. Theo cuộc điều tra lưu ý, chỉ có 2 lần lệnh ngưng làm được đưa ra cho Anthony Nguyễn vượt quá 10 ngày, mặc dù là có ít nhất 4 vụ bao gồm những cáo buộc có chứng cớ và bạo hành tại nơi làm việc. Tuy nhiên, không số lượng nào về những vụ vi phạm đã ghi lại đủ để giảm điểm năng suất hàng năm trên mức trung bình của Anthony. Rochexis cho biết là ông Anthony không bao giờ bị đánh giá dưới 83 điểm trên một thang điểm thưởng mức tăng lương dựa trên công lao cho những người có 70 điểm trở lên. Việc Anthony Nguyễn liên tục quấy rối các nhân viên khác của GWM cũng bao gồm nhiều lần hăm dọa người khác chủng tộc. Một hình thức hù dọa xảy ra dưới dạng là để lại một cuốn sách Mein Kampf của thống chế Hitler nơi chỗ làm việc cho các đồng nghiệp người Mỹ gốc Phi Châu. Điều này khiến cho một nhân viên nộp đơn khiếu nại với Ủy ban quan hệ lao động Illinois. Anthony Nguyễn đã từng tiểu tiện ngay trước mặt một nữ đồng nghiệp. Một nguồn tin khác trong DMW giấu tên với Rochexis rằng Anthony Nguyễn đã đái vào trong một tách cà phê, đặt cái tách đó vào lò nướng để làm cho khô đi, rồi thay cái tách đó lên bàn làm việc của một người Mỹ gốc Phi Châu để cho người đó dùng cái tách này mà uống. Hành động của Anthony Nguyễn trong cả hai trường hợp này đều không được báo cáo. Nguồn tin nói đó là vì người ta sợ bị trả thù nếu họ lên tiếng tố giác ông Anthony Nguyễn. Mỗi năm có hàng trăm ngàn trẻ em sinh tại Mỹ mà cha mẹ không một ai là người Mỹ, cũng như là không một ai mang quốc tịch Mỹ và định cư tại Mỹ. Chỉ đơn giản là những bà mẹ này là những khách du lịch đến Mỹ và tìm đường sinh con tại Mỹ. Thế nên nhiều trẻ em sinh ra tại Mỹ chỉ vì mục đích lách luật để lấy quốc tịch Mỹ theo Điều 14 Tu Chính Án. Hiện nay có hơn 4 triệu trẻ em trong dạng này hiện tại đã được sinh tại Mỹ. Nếu Tổng thống Donald Trump đệ trình thay đổi luật và đồng thuận bởi Quốc hội, thì điều này khả năng rất lớn sẽ xảy ra, thì 4 triệu trẻ em này sinh tại Mỹ sẽ không nhận được quốc tịch Mỹ hoặc là bị tước quốc tịch Mỹ.
nếu đã có. Tổng thống Donald Trump chia sẻ rằng, Tu chính án 14 trong đó quy định tất cả công dân sinh ra hoặc là nhập quốc tịch ở Hoa Kỳ và do đó chịu sự bảo hộ của pháp luật là công dân Hoa Kỳ và tiểu bang mà họ cư trú. Mục đích rõ ràng của tu chính án 14 được phê chuẩn vào năm 1868, 3 năm sau kết thúc nội chiến, là để đảm bảo đầy đủ quyền công dân cho những người nô lệ mới được giải phóng. Mục đích của nó không phải là nhằm đảm bảo cho cuộc di dân ồ ạt vào Mỹ. Có khoảng 4 triệu trẻ em mỏ neo hiện nay đang là công dân chính thức của Mỹ. Tình trạng này cần phải chấm dứt ngay. Ngoài Canada, tất cả các nước trên thế giới còn lại đều xét quyền công dân dựa theo cơ sở cha mẹ của đứa trẻ là ai. Đây tất nhiên là chuẩn mực tỉnh táo duy nhất. Nếu một bà mẹ đang mang bầu mà đi công tác ở Ai Cập và sinh con ở đó, chúng ta có ngay lập tức tuyên bố là con của bà mẹ này là người Ai Cập không? Tất nhiên là không rồi. Nhưng đó chính xác là những gì đang diễn ra hàng ngày ở Mỹ. Những phụ nữ chẳng có mối quan hệ nào với nước Mỹ băng qua biên giới, sinh con và như một phép màu, con của họ trở thành công dân Mỹ và hội đủ điều kiện để nhận tất cả các quyền và lợi ích của những người đã sống, làm việc và đóng thuế ở đất nước này. Thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa John K. Wilde của Arizona và Lindsey Graham của Nam California đang thảo luận về việc giới thiệu một sửa đổi hiến pháp, làm rõ và khôi phục lại mục đích ban đầu của tu chính án 14. Các bà mẹ Trung Quốc sang Mỹ sinh con nhằm lấy quốc tịch Mỹ thì Tổng thống Mỹ đang nói đến hiện tượng phụ nữ cố tình du lịch đến Mỹ trong thời gian ngắn để sinh con và sau đó đứa bé tự động được trao quyền công dân Mỹ. Chính sách đó đã mở ra ngành công nghiệp du lịch sinh con, trong đó những người nước ngoài đang mang thai lũ lượt kéo đến các bệnh viện Mỹ để có được hộ chiếu Mỹ cho con của mình. Mặc dù cặp vợ chồng người nước ngoài không tự đổi sang quốc tịch Mỹ, nhưng khi đứa trẻ của họ đến 21 tuổi, nó có thể bảo lãnh để bố mẹ nó trở thành công dân Mỹ trong tương lai. Ít nhất là có hàng chục ngàn đứa trẻ Trung Quốc được sinh ra hàng năm theo dạng con mỏ neo ở Mỹ. Theo một ước tính của trang web nuôi dưỡng những phụ nữ Trung Quốc sinh con tại Mỹ, nếu điều luật 14 tu chính án sửa đổi hoặc bị hủy, thì 4 triệu trẻ em sẽ bị tước quốc tịch Mỹ và sẽ phải xét theo nguồn gốc cha mẹ đẻ để làm lại nguồn gốc. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.